Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Ngâm Minh. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ở video này thì Khải tiếp tục anh Evan cho anh Ngâm Minh búp của bang nè. Nói chung là của Duy. Thì anh em cũng biết rồi, trưởng lão của mình. Thì Khải anh hiện tại Evan Tiền Xu thì anh này chưa ăn nha nè. Khải cho anh em xem, biết anh này ăn bao nhiêu cá rồi. Đây là Evan Tiền Xu nha nè. Khải ép hết khoảng 10 kim hơn thôi. Đây chưa ăn nè. Đó, chưa ăn. Khải ui chưa ăn. Rồi, được Khải anh cho anh em xem. May mắn thì cũng cánh hết rồi. Đủ tính ra nhỏ quá. Biết ạch này ăn được gì không này. Rồi, đầu tiên mình sẽ nhảy thành đồ đông. Anh hên xui này mà. Nó nhảy chưa ta? Rồi. Rồi, ok. Evan này là Evan hưng chương chiến sĩ hạng 1 nha em. Rồi, cũng là Evan 129. Rồi, cánh này. 1000 cá xem được gì. Kinh, binh, binh. Anh Matt Evan này chắc Duy lên được cấp 105 rồi nè. Tại vì gần 104 rồi, 6% rồi, chắc anh Matt là được 105. Được gì đây? Một hưng chung vàng. Một cái sư dạng giang hồ. Một bạch qua lộ. Một quá hợp tử chứ. Một thị tinh hợp cấp. Nhưng đâu một lần bài bot bằng nhựa. Mày không biết con này cái bù lại bên kia không này. Vừa rồi ép một bộ hết mười mấy kim rồi nè. Một hũ cốt kỹ năng. Ok, được kỹ năng là có tiền rồi. Kiếm hai cái kỹ năng rồi. Đủ xanh may ra con này nó bù lại nè. Bù lại một tí rồi. Lỗ kia lỗ hai kim mấy sắp mạnh rồi đấy. Ờ, được 250 cái một thị tinh nữa. Một vòng hoa. Rồi tiếp tục. Đại lý bách. 250 cái rồi nè. 250 cái rồi. Còn 750 cái. Làm hai cặp rượu rồi. Quờ vốn rồi. Làm mới cái một cái rượu. Một cái rượu kỹ năng rồi nè. Vậy còn chưa gì đậu xanh biển kinh đồng à, kiếm vài cặp rượu là mày ra mới lời được nè. Mình thường nấu lộ vái liền. Phúc duyên đủ gần 500 cái rồi em ơi. Còn 500 cá thì tính ra 500 cá là bay 10 kim. Ơ, 500 cá là bay 5 kim rồi. 5 kim mà được nhiêu này thì không đủ rồi. Bay 5 kim rồi đó anh em. Ra đi, cặp rượu đâu? Lại có hai kỹ năng, hai tiềm năng cái coi. Gỡ hòa coi. Lại mày boss nữa. Cái gì vậy? Lại ba bí kíp. Trời. Còn thao đại tiểu bí kíp cũng được nữa. Cuốn tiểu bí kíp được vài trăm số. Ôi, chưa được gì luôn. Dương cho 500 cái nè, 500 cái. 500 cái cuối cùng, thủy tinh. Rượu, rượu, rượu. Rượu lên bài boss. Cái lộ đặc biệt. Đó, à, mất đó mới có giá nè. Phi tóc. Còn 400 cái nữa em ơi. Đồ, vẫn chưa ra. Vẫn chưa ra nè. Giờ A Lâm An. Rượu 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 rượu. Rượu rượu. Rượu đi rượu đi. Rượu. Á này anh thơ tầm 4 kim rưỡi 5 kim. Hèn gì tầm này không ai dám ăn nè. Nó đèn quá. Không ra được. 10 kim một lần á nè. Full Evan này là 10 kim á nè.
Trời ơi, một cái bao này chi nữa vậy? Rượu xanh cho rượu đi. Ui, còn 250 cái, còn 300 cái nữa đây mà. Cái gì đây? Trời ơi, bao nhiêu tấm kính làm gì? Nó sắp mệt rồi. Mình lố rồi. Lố sắp mệt rồi. Gì vậy? Trời ơi, nhầm. Đủ xanh thì nhiên nhận hai cái này chi? Cái đi hủy. Rượu đâu? Đủ. Trời ơi. Anh luôn cục này luôn, còn 300 cái nè. Đồ, nhỏ quá nhỏ quá. Nhưng mà ra ngồi tí giải sầu vậy, gì mà nhỏ vậy. Trời ơi, mấy cục này làm gì? Mà nhiều thông kinh nữa chứ. Bí tịch mật tịch đồ đâu? Bí tịch mật tịch đồ đâu, còn 250 cái thôi nè. Phúc duyên vãi linh. Rượu gì đâu, rượu đâu, bí tịch mật tịch đâu. Làm vài cuốn bí tịch mật tịch coi. Một trăm mấy chục cá thôi em ơi. Event này tốn khải ép hết tốn 10 kim hơn nè. 10 kim hơn. Trời ơi, túi này nữa. Chắc tôi giảm vãi lên. Như vậy. Ô oh! Rồi một tiềm năng nữa này, một bộ rồi. Biết tình mặt tịch ơi, một trăm mấy chục cái thôi. Biết tình mặt tịch ngay coi anh em. Lệnh bài boss hai cái nữa. Ít vậy. Thủy tinh, trời ơi. Thủy tinh nữa. Tám mấy cái này mày. Đừng chào chúng ta. Bí tịch mặt tịch ơi, được một bộ rượu là được hai kim rồi. Tiếp tục ơi. Không có tiểu bí kíp ta. Rồi, sức kiểu này toàn là đủ bí tịch mặt tịch kiếm cuốn gỡ vốn rồi. Hai mấy cái cuối cùng. Không có luôn, không có tiểu bí kíp luôn. Ôi cái bí tịch mật tịch khúc cuối quyển 509. Trời ơi, tiểu bí kíp nhất kỹ được. Ok được rồi, tính thì lời lỗ này 10 kim nha anh em. Cặp rượu này bèo bèo cho 2 kim đi, cái này 1 kim 5 là 3 kim 5, cái này cho 700 xu 4 kim 2, như cái này khoảng 200 xu 30 xu 4 kim 3. Cuốn này 5 điểm tâm năng khoảng kim rưỡi đi. Kim rưỡi 6 kim. Này 500 xu 6 kim 5. 6 kim 5 với cái này, hai cái này 700 xu là 7 kim 2. 7 kim 2. Rồi gì nữa ta? Tiểu lửa 3 bi kiếp à. 7 kim 2 cái này cho 100 xu đây. 7 kim 3 thì tinh 150. 150 giá trung bình em. 7 kim 3 đúng không? Ba cái này diên tử cho 200 nè. 7 kim 3 200, 200 2 viên là 7 kim 4. Qua 7 kim 3 200 là 7 kim 7. 7 kim 7 với cái này 4 kim rưỡi nữa. 7 kim 7 tính sơ thôi nè, có sai thì tính 7 kim 7 cộng cho 450. 450 ba cục thì tinh là được 8 kim 1. 8 kim 1 rồi. 8 kim 1 rồi, đại lực nữa bao nhiêu lít? 8 kim 1. 8 kim 1. Rồi 8 kim 1. Rồi không được rồi, 8 kim 1 tính ra là lỗ 2 kim nữa. Này này 100 xu. 8 kim 3 tầm 8 kim 2. 8 kim 2. Rồi ok. Lỗ khoảng kim 8 nè. Lỗ kim 8 mặt này, lỗ kim 8. Mặt kia lỗ 2 kim, mặt này lỗ kim 8. Không lời được. Quá nhỏ nè. Này phải rào bán nữa nè mà. Này lỗ kim 8. Lỗ kim 8 nè, nói chung là tổng hết lỗ kim 8. Ngựa này 15 ngày được hả? 10 ngày thôi, ngựa này 10 ngày hơi ít. Lỗ kim 8 nè, đằng này anh xong thì được kinh nghiệm và lỗ 1 kim 8. Lỗ kim 8.
Đó, lỗ 1.8. Rồi, nói chung thì lỗ sắp mạch anh em à. Được kinh nghiệm thôi, nói chung là được 2 tỷ mấy, ếch này được 2 tỷ mấy kinh nghiệm ấy. Không biết đâu, bị úp cấp cho em lên 5 rồi. Rồi, nói chung thì Khải xin phép off video luôn nha anh em ơi. Nói chung anh xong Evan cho Di thì nói chung được một cấp lại, gần được một cấp nữa. 16% nữa, khoảng tầm 300 triệu nữa thì Di thử úp cấp này. Nói chung thì anh em nói thẳng luôn, xác định anh Evan thì chỉ có lỗ thôi, không có lời được. Nhưng mà anh em bù lại được 2 tỷ hoặc 3 tỷ kinh nghiệm anh em. Đó, 2 tỷ hoặc 3 tỷ kinh nghiệm thì nó sẽ được cái kinh nghiệm úp vào cấp mình. Nói chung thì không có lỗ gì nhiều anh em, không có lỗ gì mấy. Nói chung anh em bỏ khoảng tầm lỗ đơn giản, lỗ 1 kim hoặc là kim rưỡi đi, thì anh em lỗ khoảng tầm 100k Việt Nam đồng thôi. Đó, anh em lỗ 100k Việt Nam đồng thôi thì anh em có thể bù lại chặt mình lên được một cấp hơn em. Một cấp hơn thì nó rất là lâu nha. Tại vì tầm này một cấp là hơn 10 ngày mới được một cấp em. Hơn 10 ngày mới được một cấp ấy. Tính ra mình bỏ 150 Việt Nam đồng hoặc là 100 Việt Nam đồng đi, 100k Việt Nam đồng đi, thì mình úp được một cấp thì khá là nhanh. Thì khả nghĩ thì nó là huề, không lỗ gì mấy nè, không lỗ gì mấy nha. Nói chung thì cảm ơn em đã theo dõi video này và Khải chúc em xem video vui vẻ nha. Ở video này thì Khải ăn cho Duy. Đó, gọi là ăn free cho Duy nha. Không tính toán gì cho ban nha. Quỹ ban thì vẫn y nguyên, không có động gì đến quỹ ban nha. Cái này Khải Duy trưởng lão ban là Khải ăn free cho Duy thôi. Nói chung thì gọi là giúp cho anh em trong ban có được úp một ít cấp kinh nghiệm thôi nè, chứ không gì mới cả. Thôi nói chung thì Khải xin phép vào video nha. Cảm ơn em đã theo dõi video này và chúc em xem video vui vẻ.